Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video tiếp theo trên kênh YouTube của Clickbuy. Ở thời điểm hiện tại thì mình thấy có khá là nhiều bạn đang quan tâm tới con iPhone XS này. Tại vì mức giá của nó hiện tại thì cũng rất là thơm rồi, chỉ khoảng tầm từ 6 cho tới 7 triệu tùy từng phiên bản và tùy từng tình trạng khác nhau. Nếu như bạn nào muốn tiết kiệm thì cũng có thể lựa chọn những con máy 98%, có trầy xước một tí. Còn nếu như mà các bạn ráng lên tầm 6 triệu 8, 6 triệu 9 thì các bạn sẽ có ngay một con máy ngoại hình đẹp như thế này. Nhưng mà liệu với cái mức giá rẻ như thế này, liệu nó còn đủ ngon để chúng ta có thể mua về sử dụng tầm vài năm nữa hay là không? Và những điểm đáng mua, những điểm cần phải lưu ý khi mà các bạn mua con iPhone XS này là gì? Hãy cùng mình bắt đầu video ngay bây giờ nhá. Thứ nhất, về phần ngoại hình của iPhone XS thì thực sự đây vẫn sẽ là một kiểu thiết kế đẹp, chưa bị lỗi thời giống như là iPhone 8 đổi xuống rồi nhá. Nó vẫn có một khung viền thép không gì cực kỳ chắc chắn, bền bỉ hơn những con máy khung viền nhôm rất là nhiều. Mặt trước cũng là một kiểu thiết kế màn hình tay thỏ này, và các phần viền cũng được làm rất là mỏng, cho nên là về độ thẩm mỹ trên iPhone XS thì nó vẫn ngon, và theo mình đánh giá thì nó đẹp hơn iPhone XR hoặc là iPhone 11 rất là nhiều. Và con iPhone XS này thì nó sẽ phù hợp với những bạn nữ và bạn nào thích một con máy gọn gàng này, cầm nắm êm tay thoải mái. Và với con iPhone XS này thì sử dụng một tay nó rất là dễ dàng. Màn hình thì nó sẽ có kích thước hơi bé một xíu nhá, nó chỉ có 5,8 inch thôi, nhưng mà đổi lại cái khả năng hiển thị của nó rất là xuất sắc với tấm nền OLED cùng với độ phân giải là Full HD+. Và cái điểm thua thiệt duy nhất nếu mà so với đại đa số những con máy Android trong cái tầm giá này, đó chính là về tần số quét màn hình, nó chỉ dừng lại 60Hz thôi các bạn ạ. Nhưng mà không sao, đánh đổi lại thì chúng ta sẽ có một sự tối ưu cực kỳ là tốt của iOS, những hiệu ứng animation này. Khi mà mình bấm vào những app, nó bung ra, bung vào, thực sự nó rất là mượt mà luôn các bạn ạ. Mặc dù với con chip Apple A12 được trang bị trên nó cũng không còn quá mạnh ở thời điểm này, nhưng mà độ mượt hay là tốc độ phản hồi khi mà các bạn sử dụng hàng ngày thì nó vẫn sẽ đáp ứng một cách ngon lành, chả thua kém bất cứ con máy nào trong cái tầm giá từ 6 cho tới 7 triệu này đâu các bạn ạ. Và iPhone thì từ trước cho tới bây giờ các bạn cũng đã biết rồi, nó được ưu ái và tối ưu rất là tốt những ứng dụng bên thứ ba, kiểu như Facebook này, Instagram đăng story thì cực kỳ là sắc nét, dùng filter thì cũng rất là ngon lành, hoặc là với rất rất nhiều app quay phim, chỉnh hình thì đều tối ưu rất là ngon trên những con máy iPhone như thế này. Nên đối với bạn nào thường xuyên sử dụng mạng xã hội, chụp hình sống ảo các thứ thì đây sẽ là một lựa chọn xứng đáng trong cái tầm giá dưới 7 triệu đồng. Và đối với bạn nào có nhu cầu chơi game kiểu là Liên Quân Mobile này, Liên Minh Tốc Chiến hoặc là những tựa game đồ họa không quá nặng thì iPhone XS nó vẫn sẽ đáp ứng được tốt với mức setting là cao nhất. Còn đối với bạn nào muốn chơi game nặng hơn kiểu PUBG Mobile ở mức setting cao thì cũng không ổn lắm đâu nha. Bởi vì các bạn chỉ cần chơi tầm 5 phút thôi thì nó sẽ gặp phải tình trạng là quá nhiệt, giảm sáng màn hình và con máy sẽ bị giật lag ngay lập tức. Nên các bạn cũng phải lưu ý, các bạn nên chơi ở mức setting vừa phải này. Và muốn khai thác được tối đa hiệu năng của con iPhone XS này thì các bạn chỉ cần gắn thêm một cái sò lạnh là bao chơi game luôn nhá. Nhưng mình thì không khuyến khích anh em mua con iPhone XS này về chơi game đâu nhá. Bởi vì thứ nhất là cái màn hình nó nhỏ này, và thứ hai là pin trên iPhone XS thì nó cũng sẽ hơi yếu nếu như mà các bạn chơi game thường xuyên. Nếu như được thì các bạn nên ráng lên iPhone 11 hoặc là iPhone XS Max thì trải nghiệm chiến game, trải nghiệm giải trí nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và nhắc tới pin yếu thì các bạn cũng phải nên lưu ý một chút, bởi vì thực tế khi mà mình trải nghiệm con máy này thì với nhu cầu là lướt Facebook này, xem YouTube, nhắn tin các thứ thôi thì tới tầm giữa giờ chiều mình cũng phải sạc nhồi để có thể là sử dụng hết ngày. Và thời gian on screen nếu như mà mình sử dụng với wifi này, rồi những tác vụ kiểu Facebook này, có chơi Liên Quân Mobile, rồi dùng TikTok Messenger ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó có thể đạt được là 4 giờ 2 phút khi mà mức pin nó còn 10%. Nếu như mà mình sử dụng tới hết ấy, thì nó sẽ đạt được hơn 4 tiếng một chút. Nói chung với mức pin như thế này thì nó vẫn sẽ đáp ứng được trong một ngày làm việc nếu như mà các bạn không chơi game. Về camera của iPhone XS thì nó vẫn còn đủ ngon, đủ tốt để cho ra những bức hình đẹp. Độ sáng thì nó cũng chả thua gì nhiều so với iPhone 12 hoặc là iPhone 13 đâu các bạn ạ. Và nó vẫn sẽ có khả năng quay phim lên tới là 4K, 60fps, mượt mà. Chống rung cũng rất là tốt để các bạn có thể sử dụng quay phim hàng ngày. Thậm chí chuyên nghiệp hơn một chút là các bạn có thể làm vlog thì cũng khá là ổn áp. Nói chung với cái mức giá dưới 7 triệu đồng cho con iPhone XS ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn sẽ còn đáp ứng rất là tốt cái nhu cầu sử dụng bình thường hàng ngày của các bạn. Cái thứ mà các bạn nên lưu ý đó chính là về thời lượng sử dụng pin, nó sẽ không được trâu bò lắm đâu. Cũng như là về cái màn hình, kích thước hơi bé một chút, cho nên là về giải trí thì nó sẽ không được thoải mái. Còn tất cả những thứ còn lại thì iPhone XS nó vẫn đáp ứng một cách ngon lành. Còn các bạn thì sao? Hãy comment ở phía bên dưới nhé. Video của mình thì dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.